Ngô Thành Vân đóng đàn nữ ở tuổi 43. Ngô Thành Vân khoe tạo hình đàn nữ khi vào vai một phụ nữ bí ẩn, giỏi đánh cận chiến trong Thành Sói, tác phẩm cô làm đạo diễn. Cô bất ngờ góp mặt trong trailer chính, ra mắt trưa ngày 28 tháng 11, nhân vật hạ gục toàn bộ đối thủ bằng tay không khi đánh nhau tại một khu chung cư cũ. Cầu thoại tao đã chờ đợi ngày này suốt 5 năm hé lộ mối thù của cô với phe phản diện. Vai của Ngô Thành Vân được giữ bí mật suốt quá trình truyền thông trước đó. Nhân vật vốn là người đỡ đầu, bao bọc bộ ba nữ chính, Bi, Đồng Ánh Quỳnh, Thành, Tóc Tiên và Hồng, Rima Thanh Vi. Nhận nuôi họ từ bé và dẫn dắt vào giang hồ, Ngô Thành Vân kỳ vọng sự tham gia của cô giúp tác phẩm thêm cao trào với các cảnh so tài giữa hai thế hệ, đàn nữ cũ, mới. Trailer cũng tiết lộ thêm về thời thơ ấu của Thành Sói, phản diện chính của Hai Phượng, phim do Ngô Thành Vân sản xuất, ra mắt năm 2019. Thuở bé, Bi từng nhiều lần bị cưỡng bức. Cô bỏ nhà ra đi khi vừa mới lớn, bôn ba, bươn chải để tìm kẻ thù ác, trả thù cho những nỗi đau cô gánh chịu suốt nhiều năm. Hai diễn viên đóng phản diện, Thuận Nguyễn và Song Luân, xuất hiện trong cảnh đối đầu với bộ ba đàn nữ. Ngô Thành Vân áp lực khi lần đầu đạo diễn phim điện ảnh. Cô phân vân khi khai thác chuyện đời của một ác nữ bởi nếu làm không khéo, ekip vô tình cô suy cái xấu khi tạo đồng cảm cho nhân vật chính. Cô quyết định không đi theo hướng anti-hero, phản anh hùng như Hollywood, chỉ lồng ghép câu chuyện Thanh Sói bị số phận đẩy đưa, dần trở nên tha hóa. Cô nói, tôi tin tất cả nhân vật xấu đều xuất phát từ lý do nào đó. Tôi nghĩ hướng khai thác này thú vị. Ngô Thành Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Diễn viên gây chú ý sau thành công của phim Dòng Máu Anh Hùng 2007, đóng cùng Johnny Chí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2022. Cô và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5 tại Đà Nẵng sau 2 năm hẹn hò.